dân Mê Linh hiện nay thì đang bắt đầu là có những cái đột phá mới. Mình chuyển đổi sang cơ cấu cây trồng vào về những cây hoa hồng thế theo thời hiện tại. Còn trước kia chúng tôi là chỉ có trồng cây hoa hồng Pháp và hoa hồng Đà Lạt. Thì nông dân phát triển, từ trước đây thì nghèo khó rồi, bây giờ là hiện đại. Thì đấy, không nhìn quang cảnh này thì là chính phủ đã biết được nông dân phát triển như nào. Thì là mỗi một xào hoa nếu mà gặp sắt thu tốt ý, thì là mình được 100 triệu. Đó là những niềm vui và thay đổi của người nông dân Mê Linh những năm gần đây để bắt kịp với xu hướng của thị trường. Bên cạnh các dòng hoa hồng cắt cành truyền thống, nhiều nông dân đã đầu tư vào hoa hồng chất lượng cao như hồng chậu bonsai, hồng tiểu cảnh, hoa hồng uốn thế độc đáo. Trong khu vườn này, hàng nghìn cây hoa hồng có giá trị rất cao giữa lòng thủ đô, mang về doanh thu hàng tỷ đồng. Chủ nhân khu vườn là ông Nguyễn Duy Tạo, người đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng hoa. Ông Tạo cũng đã mất rất nhiều năm để tạo nên những sản phẩm cao cấp phục vụ nhu cầu của thị trường. Thực sự nếu mà nói về hoa hồng thế thì càng ngày, tại vì đất nước càng phát triển, con người ta càng muốn yêu cái cổ có đẹp hơn, đúng không ạ? Hoa hồng thế thôi cũng muốn là làm cho đẹp hơn, cây to hơn, khuôn viên nó đẹp hơn mà nó sẽ bền hơn. Hồng thế là để cho những người chơi hoa có đủ các tầng lớp, người bình thường như cây bầu thì cũng có, mà người hiện đại thì người ta thích thì cũng có. Đấy, đương nhiên làm hồng thế thì nó có mất thời gian, nhưng mà thu nhập của nó ổn định. Thực sự là vô giá, có cây chỉ vài trăm nghìn thôi, nhưng có cây vài chục triệu, thực sự có người bán đến cả trăm triệu cũng có. Hoa hồng bonsai, hoa hồng thế dáng lục bình, dáng vòm, dáng chuông, hoa hồng dàn hình trái tim. Rất nhiều những dáng thế hoa hồng độc đáo phù hợp với tiểu cảnh sân vườn, biệt thự trong khu vườn này. Theo ông Nguyễn Duy Tạo, để tạo ra được những cây hoa hồng theo dáng bonsai hay những dáng thế mong muốn, quan trọng nhất cần tìm được gốc cây phù hợp, gốc khỏe thì cây mới bền. Nếu nói về làm hồng thế thì nó rất nhiều, rất chi là khó nói. Nếu cây to mình phải đi tìm gốc, nhưng mà nhỏ thì nếu mà mấy chục năm mới được một cây to đùng thì bắt buộc mình phải đi tìm gốc, cái loại gậy gốc nào nó ưa được cái gì. Đấy, nó vất vả là cái đoạn ấy. Xong về bắt đầu mình chăm sóc cho nó sống cái gốc đó. Sống gốc đó bắt đầu là phải cho nó lên. Đấy, cây là dễ làm nhất đấy. Bắt buộc đầu tiên nó phải cắt cành như này. Đấy, một đoạn này thôi. Đây là cây gọi là gốc cây tầm xuân dại. Nó sống hoang dã, khỏe, thoải mái. Đấy, đương nhiên thì nó mới khỏe, thì nó mới nuôi được cái thân các cây hồng. Vẻ đẹp của hoa hồng bonsai, hồng thế không chỉ ở bông hoa mà còn ở dáng cây và bộ gốc rễ. Đây được xem như yếu tố để làm nên vẻ sang trọng so với các loại hoa khác. Bởi vậy, ông Tạo cho biết người trồng cần đặc biệt chú ý chăm sóc thân và bộ rễ của cây để cây có thể phát triển đều và gốc rễ sẽ trở thành điểm nhấn thu hút. Sau đó tiến hành ghép các loại hoa hồng và màu sắc theo ý muốn. Quá trình này đòi hỏi độ khéo léo và thẩm mỹ của người trồng. Khi lên này rồi, khoảng độ một năm sau thì mình thích ghép cái hàng gì vào đây thì mình ghép. Thích màu gì vào đây thì lấy của các loại màu hồng như này là vào cây này. Nó khỏe hay không đều do cái gốc. Chứ còn cái đấy, hoa này nó chỉ có nhờ cái gốc này thôi. Những năm trước, khách hàng chủ yếu đến thăm vườn ưng mẫu nào thì mua. Hiện nay với sự phát triển của công nghệ, ông Tạo chỉ cần chụp ảnh lên trang mạng xã hội, khách hàng có thể tự do lựa chọn. Thậm chí nhiều người còn đặt hàng những cây hoa cho phù hợp với biệt thự, khuôn viên nhà mình. Ông Tạo sẽ thiết kế đúng hình dáng và màu sắc hoa theo yêu cầu. Thì đương nhiên ngày xưa thì nó khó khăn hơn, nó không có online. Đấy, thì là tự mình đi lên tận nơi, mình đi tìm các đối tác. Nhưng bây giờ là hiện đại hơn là có online rồi. Thì là toàn phải lên mạng, lên online thì mọi người sẽ về đến nơi, biết đất Mê Linh nhiều hơn. Nếu lên bây giờ là lên mạng hiệu quả nhiều hơn, không như là ngày xưa là mình đi tận nơi. Nó không tốn thời gian này, không tốn công sức này, không tốn cả các loại tốn khác. Chỉ lên cái bắt đầu mọi người biết cái thì là chụp ảnh, đưa lên, thế là hàng ship hàng, thế là tiện lợi hơn. Còn với gia đình bà Đặng Thị Trung, khi thời tiết mùa hè tại vùng hoa Mê Linh không đảm bảo để hoa phát triển, bà và gia đình đã trồng hoa hồng tại những vùng thời tiết khí hậu thích hợp như Sapa, Lào Cai, Mộc Châu, Sơn La.
Sau đó hoa được di chuyển xuống thủ đô để phân phối đi các khu vực lân cận. Mùa này là chúng tôi chuyển các loại cây hoa đó lên các vùng như là Sapa, Hà Giang, nó có thời tiết mát lạnh thì là những bông hoa đó nó mới phát triển được những đầu bông hoa to, thì là nguồn tiêu thụ lại chuyển về để bà con chúng tôi lại đem đến các doanh nghiệp người ta buôn bán để người ta đi các nơi Hòa Bình rồi Hạ Long rồi đi các nước bạn. Việc nhạy bén với thị trường tìm ra các hướng đi mới đã giúp nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân. Theo ngành nông nghiệp Mê Linh, trồng hoa hồng bonsai hồng tạo thế độc đáo, không những nâng cao kỹ thuật canh tác, mang lại thu nhập hiệu quả cho nông dân, mà còn góp phần đẩy mạnh thương hiệu sản phẩm làng hoa Mê Linh. Những năm tới đây thì người dân tiếp tục đột phá và địa phương cũng tiếp tục là sẽ cũng cho một số các cái gia đình mà người ta có những cái làm những cái hoa giống mới này là tiếp tục cho đi tập huấn và để làm sao đưa cái mô hình hoa tới đây là những cái hoa giống mới nhất mà đang có thịnh hành trên thế giới nói chung và du nhập về địa phương nói riêng, thì để nó phát triển những cái giống hoa mới và đưa lên thị trường, và từ đó thì có thể nói rằng nó cái thị hiếu người tiêu dùng nó sẽ ngày một nó đẩy lên những cái giống hoa đặc sắc nhất. Theo ông Tạo và nhiều bà con tại làng hoa Mê Linh, nhờ nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ hội nông dân của địa phương đã giúp họ có thêm một phần kinh phí để tiếp cận được với các loại cây trồng mới, đầu tư hơn vào sản xuất để nâng cao hiệu quả. Trước tiên là phải cảm ơn Đảng và Chính phủ, Nhà nước đã quan tâm đến nông dân, đã cho nông dân vay cái nguồn vốn về lãi suất ưu đãi, quá ưu đãi. Về cái nguồn vốn thì đương nhiên nếu một tổ tôi quản lý thì được hơn 100 triệu, được 5 hộ vay. Thế đang nói là mỗi hộ là được hơn 20 triệu thôi, có người 20 triệu, người 25 triệu. Thì có người thì mua phân bón, có người thì người ta mua cây cấy bầu, có người ta đổ đất, có người ta lại làm cái dàn tưới bán tự động. Cái đó đương nhiên sử dụng là người ta lịch hoạt hóa hơn do người nông dân. Chủ yếu là vẫn là chăm sóc cho cây phát triển nông nghiệp nông thôn thôi. Bà con chúng tôi phấn khởi mà cứ đến mùa hoa chúng tôi thu hoạch được nhiều tiền thì lại nghĩ đến nguồn vốn là từ đâu mà chúng ta lại được chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ hoa hồng thuần thúy đến bây giờ là được thành những cây chậu hoa hồng thế đẹp và lại được đầu tư thêm vốn để làm hoa ly, hoa lan. Hiện Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân xã Mê Linh đang triển khai cho hơn 100 hộ dân vay vốn với tổng chi phí gần 3 tỷ đồng. Từ đó, người nông dân chuyển đổi canh tác sang các loại hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao, đầu tư trang thiết bị hiện đại, phục vụ chăm sóc hoa, không những nâng cao thương hiệu sản phẩm mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Địa phương đã xét và cho vay đến giờ phút này thì hơn 2 tỷ với cái mức là 25 triệu trên một hộ. Cũng như là cái vốn ngoài ra thì còn cái vốn ngân hàng chính sách xã hội thì địa phương đang tiếp quản, hội nông dân xã đang quản lý là hơn 12 tỷ đồng để cho hội viên người ta có nhu cầu, người ta vay, người ta tiếp cận được nguồn vốn này, thì từ những cái đấy người ta đã chuyển đổi được sang những cái giống hoa như vậy, và cái từ đó đã cũng tạo được cái công ăn việc làm ổn định cho cán bộ viên nông dân cũng như là người của địa phương, là từ đó duy trì được cái mức thu nhập rất là ổn định. Thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Mê Linh đã tích cực vận động, hỗ trợ hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể. Thành công bước đầu của các hợp tác xã, tổ hợp tác đã góp phần gỡ đầu ra cho nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập. Dự kiến năm 2022 sẽ có hàng chục tổ hợp tác, hợp tác xã, các tổ hội nghề nghiệp được đầu tư thông qua các dự án riêng cho các thành viên vay trên 5 tỷ đồng từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ hội nông dân. Bên cạnh đó, 255 thành viên của tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác xã được hỗ trợ vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tổng dư nợ 88 tỷ đồng và 145,3 tỷ đồng cho 4.205 hộ vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Xác định hoa là một trong những sản phẩm đặc trưng và thế mạnh, huyện Mê Linh đang tập trung phát triển vùng chuyên canh hoa gắn với phát triển du lịch. Huyện cũng kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư khoa học công nghệ bảo quản hoa, tạo đầu ra ổn định cho vùng hoa, nâng cao giá trị hoa Mê Linh.